Bạn có phải là những ông bố, bà mẹ bận rộn, luôn vật lộn với công việc nhưng vẫn luôn cảm thấy tương lai của mình và các con của mình chưa đảm bảo? Tuy nhiên, đổi lại là sự hao mòn về sức khỏe và áp lực về tinh thần. Nếu bạn có dư ra 1-2 tiếng mỗi ngày và 1-2 tiếng này có thể tạo ra một nguồn thu nhập ổn định lớn hơn rất nhiều so với công việc hiện tại, bạn có muốn tận dụng không? Bạn đã từng rất muốn kinh doanh trên nền tảng online mà không biết bắt đầu từ đâu, không biết bắt đầu thế nào, cứ loay hoay mãi, thì đây là video dành cho bạn. Tôi tên là Mai Thảo Lê, hiện đang sinh sống và làm việc tại Houston, Texas. Tôi có 2 con nhỏ và tôi là một chủ doanh nghiệp kỹ thuật số toàn cầu. Trước nghề này tôi là chủ tiệm nail, tiệm đông khách, thiếu thợ, làm dài giờ, về trễ nên tôi không có nhiều thời gian với con của mình. Mùa hè và cuối tuần con nghỉ thì tiệm lại đông khách. Nhiều lúc tiệm thiếu thợ nên lúc bệnh hay bầu hay lúc tôi mới sanh xong tôi đều phải đi làm nên tôi bị chứng đau lưng. Tôi dị ứng với những hóa chất trong tiệm nail nên da rất là xấu, rất là khô và nhiều lúc còn bị chảy máu nữa. Những lúc tiệm đông khách thì tôi không dám uống nước, tôi không dám đi vệ sinh. Ăn uống thì thất thường trong một thời gian dài nên sức khỏe của tôi càng ngày càng đi xuống. Đó là tôi trước đây. Nếu được một lựa chọn, tôi tin chắc 100%. Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống đầy đủ, thoải mái, tự do, có nhiều thời gian cho bản thân, con cái và gia đình của mình. Đó là điều mà tôi tìm được khi trở thành chủ doanh nghiệp kỹ thuật số toàn cầu này, đã khiến cho ước mơ của tôi được thực hiện sớm hơn. Bạn có thể làm bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào bạn muốn. Đặc biệt, bạn được hướng dẫn, chỉ tay cầm tay chỉ việc từng bước khi đồng hành cùng với Thảo. Okay. Kinh doanh này hoàn toàn là hợp pháp. Bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu cái cơ hội kinh doanh tuyệt vời này chưa? Hãy điền tên và email để Thảo có thể chia sẻ cơ hội kinh doanh này đến với bạn. Hãy lựa chọn giải pháp tốt nhất cho bản thân của mình, con cái của mình và gia đình của mình. Hẹn gặp các bạn ở bên trong nhé. Tôi tên là Thảo Lê, tôi làm việc hết tâm của mình và uy tín của mình.